Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Điện Máy Minh Khoa. Thì rất nhiều khách hàng hỏi bạn ơi làm bàn trượt như thế nào và cách thức làm bàn trượt của máy cắt như thế nào, ứng dụng của rẽ trượt và vít me như thế nào. Thì đúng nhiều câu hỏi đó thì hôm nay bên mình sẽ hướng dẫn các bạn về chế tạo cái bàn trượt nhé, để quý vị về có thể làm máy cắt này, máy mài này, đấy, hoặc là như thế nào đó. Thì thường thì người ta sẽ mua là một bộ dây trượt. Một bộ dây trượt nó gồm hai thanh này. Đấy, như này gọi là một bộ nhé. Đấy. Khi về thì chúng ta sẽ cố định vào các cái ốc này, lên một mặt phẳng nào đó hoặc một thanh nào đó, làm sao cho nó thăng bằng các bạn nhé. Thì khi cố định là hai thanh lại với nhau, thì chúng ta sẽ ví dụ như cái này. Đấy, chúng ta đặt lên đây. Đấy, thì tạo rồi sau đó bắt ốc vào các cái mặt phẳng nó, thế là chúng ta sẽ tạo được một cái bàn mặt phẳng riêng, sau đó có thể đặt lên máy cắt, máy cưa để chúng ta di chuyển, khi đó nó di chuyển thành khối như này này quý vị nhé. Đấy, di chuyển thành khối này để chúng ta cắt này, rất tiện này. Đấy. Đấy, quý vị nhé. Đấy. Nó sẽ tạo thành một khối dây trượt. Thì khi cố định lên đây rồi thì ví dụ như đây này, các cái ốc này, ốc thường sẽ là ốc 3, ốc 4, chúng ta bắt vào tạo thành một mặt phẳng. Đấy. Đặt các con tịnh tiến lên đây để chúng ta thực hiện. Thì nó có hai hình thức làm. Một là các bạn có thể là làm dây trượt thành bộ này. Hai là chúng ta có thể kết hợp cả vít me. Vít me thì chúng ta có thể kết hợp vít me ở giữa để tịnh tiến. Thì cái này nó sẽ nằm lên cái này nữa. Tức là cái mặt phẳng này nó sẽ nằm lên cả cái con bi trượt này, bi trượt ở vít me để tịnh tiến theo một đường thẳng nhất định. Nhưng khi chúng ta làm vít me này nữa thì nó sẽ tạo thành một cái độ chính xác rất lớn. Thì nếu cần độ chính xác lớn thì chúng ta mới cần cái vít me này để vào tịnh tiến chạy theo một trục dọc ấy. Đấy. Nó sẽ tịnh tiến theo một trục dọc nhất định. Đấy. Nó chỉ đi tiến này. Đấy. Thì cái độ nó khắc phục nhiều khi để nó khắc phục cái độ sai số của dây trượt. Đấy. Nên quý vị có thể làm hai hình thức. Đấy. Đây là giới thiệu với bạn, đây là vít me nhé. Vít me này thì dài chỉ 9 phân, trục là 20. Nó sẽ bước gen là bước gen 4. Thì nó sẽ chạy như này thôi. Đấy. Hai đầu nó quay gối này để nó cố định vào. Khi cái gối này cố định thì cái vít me này nó sẽ chuyển động trên một cái này, đồng thời cái con này nó sẽ chạy trên cái mặt phẳng, cái bi trượt nó chạy mặt phẳng này, còn cái vít me này chạy trên cái gối đỡ. Đây, các cái gối đỡ nó sẽ đỡ cái này này. Bên này thì nó còn thiếu cái gối đỡ của vòng bi thôi. Về quý vị có thể về lấy vòng bi tháo này ra lắp vòng bi vào, đấy, tạo nên một cái tịnh tiến gối đỡ để chạy theo cái này, đấy. Trục này thì chạy theo cái vòng bi này, và cái này thì chạy theo trục này, trục vít me này. Đấy. Bi này thì chạy theo trục vít me nhé, còn cái này thì gối đỡ để cho trục chạy trên vòng bi. Đấy. Trục này chạy trên gối đỡ vòng bi nhé, còn bi trượt này thì chạy theo trục tiến này, tạo thành một cái đường tịnh tiến đồng tâm chạy các bạn nhé. Nó sẽ đồng tâm chạy nên các bạn cũng không phải lo về cái độ sai số đâu. Đấy. Rất là khỏe. Còn đây là bộ dây trượt này thì bản là mình có thể thiết kế là dùng cái bản 20. Đây là mình đang thiết kế với bộ bản dây trượt dùng cho máy cắt ấy. Thì là dây trượt này là bản 20 nhé. Đấy, bi là bi này, bộ dây trượt này là dài là 1m06 này. 1060. Đấy, một con số không. Bi là bi cánh buồm bản 20 nhé. Đấy, bản 20. Bộ dây trượt để mà thiết kế được bộ cả vít me cả dây trượt này thì các bạn phải mất 700.000 nhé. Bộ dây trượt này là 500.000 và vít me này là 200.000 nhé các bạn nhé. Vít me là 20, còn bộ dây trượt này cả cặp là 500.000. Đấy, thì các bạn có thể về thiết kế để chế tạo. Còn cái dây trượt này các bạn nhìn nhé, dây trượt này thì này, các bạn nhìn rất là sáng và láng nhé.
dây trượt vệ sinh này rất là xoàng loáng này, dây rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Dây này bi của nó rất là mới các nhé, rất là đẹp. Đấy. Bi này rất là mới. Đấy. Đấy. Cái này thì bộ dây này là của Hàn Quốc các bạn nhé, Korea của Hàn Quốc. Bộ dây chuyền này là của Hàn Quốc nhé, Korea. Bi là của Hàn Quốc. Đấy. Rất là mới các bạn. Đấy. Dây này dây Hàn Quốc. Gõ vào thì nó đơn giản thôi các bạn nhé. Đấy. Cho vào thôi. Đấy. Bộ dây chuyền này của Hàn Quốc các bạn nhé. Korea, Hàn Quốc. Đấy. Thì nó chế tạo thì rất đơn giản thế thôi các bạn nhé. Thì các quý vị mà cần về chế tạo máy cắt này, máy mài này, hoặc cái gì thì về các cái về gọi là cơ khí thì hãy liên hệ với điện máy Minh Khoa nhé. Bên mình sẽ bán các cái phụ kiện cho quý vị để các quý vị làm để ứng dụng trong ngành cơ khí nói chung thì hoặc là ngành mộc nói riêng. Thì cái này thì rất đơn giản, các bạn ốc ác này các bạn chỉ ra hiệu kim ký mua thôi. Đấy, các bạn ra mua cái ốc 4 về là lắp là ok này. Đấy, ốc 4 bộ dây trượt thì đây, bên mình cấp đấy 500.000 bộ dây trượt này. Đấy, quý vị mà có gì thì hỏi thì hãy liên hệ với điện máy Minh Khoa qua số điện thoại là 0363 893 488. Điện máy Minh Khoa xin chào quý vị nhé. Quý vị mà mua dây bộ dây này thì hãy liên hệ với điện máy Minh Khoa qua số điện thoại 0363 893 488 nhé. Bộ này thì mình để cho các bạn là 500.000, vít me thì là 200.000 một thanh này. Đấy. Rất là tiện lợi các bạn nhé. Đấy. Điện máy Minh Khoa xin chào quý vị nhé, hẹn quý vị trong các video tiếp theo.